Chào mừng quý vị quay trở lại với phần cuối cùng của chương trình Đồng tiền thông minh ngày hôm nay. Thưa quý vị, với sự phổ biến của mạng 3G và sự phát triển của thị trường điện thoại thông minh, thì Việt Nam có rất nhiều tiềm năng trong việc phát triển các ứng dụng di động, và mobility hay còn gọi là công nghệ di động sẽ là một trong những xu hướng tạo ra cuộc cách mạng trong nền kinh tế số. Như vậy thì doanh nghiệp Việt Nam đã chuẩn bị những gì để đón đầu xu hướng này? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây qua phần biên tập của biên tập viên Kim Trinh. Tại hội thảo và triển lãm công nghệ quảng cáo hiển thị ở ATEX San Francisco 2012, Brad Barron, chuyên gia Big Digital Idea Consulting Inc. đã dự đoán những xu hướng chiến lược làm thay đổi nền công nghệ toàn cầu với câu nói kinh điển: mọi sự vật gì có thể số hóa được sẽ được số hóa. Theo dự báo này, trong vòng 4 năm tới, người dùng sẽ truy cập nội dung từ nhiều màn hình, các màn hình mobile sẽ dần thay thế các màn hình lớn. Sự chuyển đổi mô hình, các tác động thay đổi thói quen người dùng hoặc bất cứ điều gì đang xảy ra trên Internet và mobile đều bắt chúng ta phải sẵn sàng cho sự thay đổi lớn. Theo nghiên cứu thị trường Gartner, trong năm 2009, trên thế giới đã có 2,5 tỷ thiết bị được kết nối Internet với địa chỉ IP duy nhất, đa phần là điện thoại di động và máy tính. Năm 2015, dự báo con số này sẽ tăng lên 9,1 tỷ thiết bị. Đến năm 2020, con số này sẽ lên đến 30 tỷ thiết bị, mà hầu hết trong số đó là sản phẩm tiêu dùng. Điều này tạo nên một nền kinh tế mới với ước tính doanh thu lên tới 1.900 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020, đóng góp cho một loạt ngành công nghiệp trọng điểm như nội dung số, y tế, bán lẻ và giao thông. Internet vạn vật là không nói chuyện là chúng ta nhắn tin cho nhau, mà nói rằng là tất cả các sensor xung quanh chúng ta thông báo mọi thay đổi. Thế giới của chúng ta sẽ muôn vàn các sensors thay đổi cái cách thức mà chúng ta giao tiếp, thay đổi cách thức mà chúng ta tác nghiệp, thay đổi cách thức của chúng ta bảo vệ sức khỏe của mình, học hành hoặc là thanh toán. Thì cái đang diễn ra, và anh nghĩ là Việt Nam sẽ là một trong những nước mà tích cực tham gia cái vấn đề này. Việt Nam đang ngày càng gia tăng tốc độ phát triển và hội nhập với các xu hướng công nghệ thế giới. Năm 2013, trong danh sách các nước phát triển Internet cao nhất thế giới, Việt Nam đứng thứ 15 với 32 triệu người sử dụng. Lượng thuê bao 3G đạt 18 triệu và là quốc gia có dân số trực tuyến lớn nhất tại khu vực ASEAN. Hiện nay, Việt Nam có hơn 36 triệu người sử dụng smartphone. Đặc biệt, trong giai đoạn 2014-2016, xu hướng mobility và lượng người dùng Internet 3G được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh. Các dịch vụ kết nối OTT và truyền thông xã hội đóng góp hơn 80% phương thức giao tiếp online, video online và nội dung số mobile. Điều này góp phần đẩy mạnh xu hướng truyền thông số đa phương tiện, đa màn hình với các thiết bị PC, smartphone, tablet, smart TV sẽ bùng nổ với độ phủ hơn 50% dân số Việt Nam. Mỗi một con người có thể trở thành một doanh nghiệp số, thì khi đó người Việt Nam có thể là người nông dân, có thể là một người thợ thủ công, có thể trở thành một doanh nghiệp và họ thay đổi cuộc sống của họ, chất lượng của họ. Các doanh nghiệp cũng sẽ có một cái sức mạnh mới để làm, và có các trật tự mới đã sẽ được hình thành. Ngành kinh tế nào cũng liên quan đến vấn đề công nghệ cả, và dẫn đến rằng là thực sự là không phải là chúng ta sẽ tiếp xúc và thay đổi như thế nào mà là chúng ta bắt buộc phải thay đổi. Tại vì một cái ví dụ như là thế này, tức là chỉ trong vòng vài năm nữa thôi là điện thoại, tất cả mọi điện thoại là smartphone, người ta không sản xuất cái feature phone nữa. Thế thì bây giờ là chúng ta cũng không thể nào mà muốn sử dụng feature phone mà chúng ta sử dụng được. Và tất cả chúng ta, vì cả thế giới người ta làm như thế nên là mình cũng là bị cuốn theo. Thế nên là đối với các doanh nghiệp ở trong nước thì mình phải chuẩn bị cho cái việc đấy tốt hơn. Chứ thực ra mình cũng không phải là phải làm thế nào, tại vì là cái movement của thị trường, cái dòng chảy của thị trường nó sẽ tự kéo mình theo. Thế nhưng mà mình phải luôn luôn là sẵn sàng cho cái việc thay đổi đấy. Ở Việt Nam, mobility đã bắt đầu được triển khai trong lĩnh vực ngân hàng di động với dịch vụ mobile banking, hay trong lĩnh vực bán lẻ với các website tương thích với nền tảng di động. Các nhà cung cấp dịch vụ đang ráo riết triển khai những nền tảng thích ứng với công nghệ di động để đáp ứng số lượng người dùng ngày càng tăng cao. Chiến lược của nhiều doanh nghiệp Việt Nam cũng đang thay đổi để thích nghi với chu kỳ tăng trưởng mới. Để mà nó phát triển trong cái kỷ nguyên này, kỷ nguyên số này, mà đối với Microsoft nó là mobile first, cloud first. Một tập đoàn lớn như Microsoft cũng chuyển dịch để theo cái hướng là không còn thuần túy là software nữa, mà sẽ là tập trung vào mobile first, cloud first. Mobile first ở đây có nghĩa là tất cả những cái ứng dụng, những cái phần mềm đều phải viết ra để phục vụ cho mobility trước. Vậy thì chúng ta thấy là cái nhu cầu bây giờ, có thể các bạn thì tôi không biết là như thế nào, đối với tôi sử dụng cái điện thoại di động nó nhiều hơn là cái máy tính, vì tôi cần những cái
approve những cái phê chuẩn nằm trên điện thoại của tôi cần email nó phải đến được, cần phải soạn thảo văn bản. Nhưng mà bây giờ chúng tôi cũng hiểu là thị trường nó sẽ có Windows Phone, nó sẽ có iPhone, nó sẽ có Android Phone. Vậy thì chiến lược mobile first chúng tôi không phải là xóa sổ mấy cái mobile kia, mà là phải có được application chạy trên đa nền tảng. Nếu như Big Data và Cloud Computing đang tác động trực tiếp đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, thì công nghệ di động Mobility không chỉ giúp lượng dữ liệu ngày càng phát triển mà còn giúp tạo ra nhiều mô hình kinh doanh startup mới và cải tiến các mô hình kinh doanh truyền thống. Mobility đã hình thành nên một làn sóng doanh nhân và doanh nghiệp thế hệ mới khởi nghiệp. Cùng với Social Security, mạng xã hội, bảo mật, Analytics, Big Data, phân tích dữ liệu lớn và Cloud Computing, điện toán đám mây, Mobility di động là một trong bốn xu hướng công nghệ chính đang chi phối các bước phát triển của nền công nghiệp số, tất cả gọi chung là Smart. Chiến lược là sẽ đi tiên phong trong công nghệ Smart và đi đầu về trong dịch chuyển lên điện toán đám mây. Điều có nghĩa là FPT tập trung chủ yếu vào phần mềm và công nghệ phần mềm, nhưng mà FPT sẽ phối hợp chặt chẽ như là một hệ thống sinh thái với các tập đoàn hàng đầu sản xuất thiết bị, để làm sao cho đường thông minh, cho điện thông minh, cho y tế thông minh, cho giáo dục thông minh. Thì FPT là cái công ty mà đi với các cái ecosystem, hệ sinh thái công nghệ. Dự báo về Smart của hai hãng nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới là IDG và Gartner cho biết, trong giai đoạn 2015-2016, Social sẽ có 2,18 tỷ người dùng và đạt 34 tỷ đô la Mỹ doanh thu. Mobility sẽ tăng số lượng người sử dụng các thiết bị di động lên 1,3 tỷ, với 2 tỷ thiết bị được kết nối và 735 tỷ đô la Mỹ doanh thu. Big Data sẽ thiếu 4,4 triệu kỹ sư với tổng doanh thu 232 tỷ đô la Mỹ, còn Cloud sẽ đạt mức 207 tỷ đô la Mỹ doanh thu. Trước những con số ấn tượng và doanh thu mang lại cho nền công nghệ toàn cầu, Việt Nam cần làm gì để khai thác thị trường trong nước đầy tiềm năng? Doanh nghiệp Việt Nam phải sẵn sàng thích ứng với cuộc cách mạng dữ liệu và cách mạng di động đang diễn ra trên toàn cầu. Hiện nay Việt Nam chúng ta có cái phát triển rất là ấn tượng, nhưng mà đấy cũng chỉ là mới là cái bắt đầu. Tại vì chúng ta mới chỉ có khoảng gần 30% dân số là sử dụng Internet di động trên 3G. Thế thì cái tiềm năng là chúng ta còn có thể phát triển lên 70-80% như là các nước khác, họ đã có thời gian phát triển như vậy. Và cái tốc độ của cái Internet di động trên 3G sẽ được cải thiện đáng kể, tại vì chúng ta thấy là các nhà mạng lớn tại Việt Nam cũng đang đầu tư để nâng cấp cái mạng 3G. Và sắp tới, 1-2 năm tới thì chúng ta chuẩn bị chào đón cái công nghệ 4G cũng sẽ được đưa ra Việt Nam. Và khi đấy thì cái trải nghiệm của người dùng Internet di động tại Việt Nam sẽ cải thiện đáng kể. Và một cái xu hướng mà chúng ta thấy cũng là rất là phát mạnh mẽ tại Việt Nam, đấy là cái thiết bị đầu cuối cho Internet di động, chủ yếu là điện thoại thông minh smartphone, thì hiện nay đã có sự phổ cập rất là lớn. Phần lớn những cái người dân tại Việt Nam đã tiếp cận được với công nghệ 3G thông qua những cái smartphone, vì cái giá nó đi xuống nhờ những cái công ty, kể cả những công ty Việt Nam đưa ra được những cái smartphone với cái giá cả phù hợp hơn với người dùng Việt Nam, và thiết kế nó phù hợp đúng cái yêu cầu của người dùng Việt Nam. Riêng tablet tăng trưởng năm vừa rồi là 190%. Mobile phone, smartphone thay đổi là 54% một năm. Như vậy là cái tốc độ mà tiếp thu các công nghệ mới, tiếp thu các sensors thì đang tăng trưởng rất nhanh Việt Nam. Anh tin tưởng rằng trong tương lai sẽ có rất nhiều các cái thiết bị đeo tay để báo, rồi Google Glass sẽ đến Việt Nam. Và cuộc cách mạng sẽ đến rất sớm Việt Nam, bởi vì thanh niên Việt Nam đã sẵn sàng, họ đã được rèn luyện mấy chục năm nay trên game online. Như vậy, các doanh nghiệp cung cấp dữ liệu số đang dần triển khai cơ sở hạ tầng để bắt đầu cung cấp dịch vụ phù hợp với xu hướng công nghệ mới, sẵn sàng cho sự thay đổi lớn. Còn đối với doanh nghiệp kinh doanh trong nước, theo khuyến cáo của các chuyên gia, cơ hội ứng dụng Mobility là rất lớn, nhưng doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức về cơ sở hạ tầng và giải pháp phần mềm khi triển khai Mobility. Xã hội đang ở thời kỳ hậu PC để chuyển sang giai đoạn Mobility, nên cần phải có đội ngũ kỹ thuật linh hoạt, đảm bảo các thay đổi của thị trường một cách nhanh nhất. Vững mạnh từ yếu tố nguồn lực nội tại, doanh nghiệp mới có thể định vị khách hàng, phân phối sản phẩm đúng đối tượng khách hàng và kết nối, cung cấp thanh toán trên di động thuận lợi và an toàn nhất. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Đồng tiền thông minh ngày hôm nay. Mời quý vị cũng có thể xem lại chương trình trên website fbnc.vn hoặc là facebook.com/đồng tiền thông minh. Thân ái chào tạm biệt.